Need help, man? What? Need help? Can you get the flashlight out? It's like an octopus. Hello, 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 xin chào mọi người nha. Và hôm nay Khang sẽ chào quý khán giả đi một vào cái tiệm mà nó bán những cái đồ mà để mình free dive, mình đi lặn tâm hồn rồi đó. Khang sẽ dẫn cho quý khán giả vào mình coi một vài cái như là áo wetsuit, những cái snorkel mà nó dành đặc biệt cho những người mà đi lặn gọi là free dive, là lặn tự nhiên đó, mình không có cần scuba. Thì Khang sẽ cho khán giả sang, mình sẽ đi vào. Và cái chỗ này của mình tới là nó nằm ở tại Costa Mesa, nó gọi là Spear America. Thì khán giả xem Khang. Alright. Ok, và đặc biệt hôm nay Khang sẽ đi kiếm cái ống hút, ống lạnh mới, là cái ống lạnh cũ của Khang nó bị rơi dưới nước và mất một cái phần. Và như chung nữa ha, khán giả xem chỗ này thì mình có nhiều loại súng bắn cá, mình có những cái fin này đặc biệt rất mắc tiền nha. Fin này gọi là carbon fiber đó, cho nên nó đặc biệt mắc tiền hơn. Và nó có những cái spear mà Hawaiian sling, là những cái loại mà bắn cá bình thường mà không dùng súng, những cái bell, những cái cục weight. Và thêm này có súng. Và đặc biệt khi mà mình lặn tối á, mình phải đi theo cái size thường thường. Mình là những áo lặn. Cái này là những áo lặn, nghĩ này là 5mm. Nó cứng hơn cho những cái trời lạnh. Cũng có những áo lạnh cho phát tử. Nhưng mà khán giả thấy nãy nè, cái này là khán nghĩ cái này là chỉ là một millimeter thôi. Này barometer. Này thì nó không có giữ độ ấm được nhiều. Còn cái kế bên nè, mình thấy nó cái này cũng 3mm. Đặc biệt cái này là 5mm. Thì rồi cái này, này 7mm. Cái này thuộc loại là cứng, là dày hơn. Ok, khi mà mình đi lặn mà trời lạnh thì mình nên cái giày, càng dày thì càng tốt, thì nó mắc tiền hơn. Thường thường mấy cái này cũng cỡ 500-600, còn cái kia là cỡ 200, cái mà 1mm. Và đây đặc biệt họ có bán những cái đồ mà mình sửa súng, nhưng mà súng bắn cá của mình nó bị hư. Và một lần nữa hôm nay Khang cho khán giả xem chỗ mà bán những cái đồ lặn, những đồ bắn cá, nó gọi là Spear America Costa Mesa. Ok. Nhưng mà như Khang nói thì hôm nay Khang chỉ tới đây là kiếm thêm, mua thêm một ống hút mới thôi. Ống này nhiêu tiền đây? Khi mọi người mà đi lặn như tâm hồn như vậy đó, cái ống hút nó khác, nó với cái những cái goggle này nó khác nha. Những cái goggle này nó khác biệt, là tại vì những cái goggle này nó dành cho những người mình lặn sâu, nó cái độ nó chụp vô cái mặt mình đó, nó giữ chặt hơn, nước nó không có vào. Hồi xưa Khang có cái này. Ok, vậy là cho khán giả xem một chút về tiệm bán
đồ lặn. Và đặc biệt đây bán không cái gì mà bại giá trước khi mình tới mình trả tiền. Mình cũng khôn vì mình không có biết giá tiền gì hết. Ok, là thôi mình chỉ mua cái này thôi, cái đồ bao tay bắt tôm hùm, cái new snorkel và cái đồ dây để keo cái snorkel vậy thôi. Một lần nữa, xin anh em mình trở lại đi bắt tôm hùm. Ok, và khuyên khán giả một lần nữa nè, hôm nay mình bạn cái wetsuit mấy millimeter cho anh em? 5mm. 5mm như là hồi nãy mình mới coi cái video là 3mm hay là 1mm, nó khác biệt với 5mm. Nó rất là dày tại vì có thể nó hơi lạnh thì mình sẽ mang cái đó. Và mình có cái snorkel, có goggle. Và đặc biệt nè mọi người, mình nên nhớ mình phải có license. Và một đêm mỗi người bắt được mấy con tới cho anh em? 7 con cho đi. Một đêm mình chỉ bắt được 7 con tôm hùm thôi. Nhưng mà nếu mình bắt được 7 con thì mình rất là mừng rồi. 3-4 con là cũng đã mừng rồi, ok. Khán giả mình tiếp tục mình xem bạn áo đồ fill out license nàng. Và ok, let's go. Do the hand cho đi. Ok, và quý khán giả đang cùng hang lặn xuống. Và mình đã thấy con lobster đầu tiên. Thì dĩ nhiên một lần phải nhắc nữa nàng, không phải là lúc nào mình lặn xuống là mình sẽ thấy lobster lộ nè. Mình phải bơi qua bơi lại mình tìm. Và đặc biệt cái mùa lobster là thường thường là đầu tháng 10, cho nên mình phải đi đúng mùa. Quý khán giả nào mà đi bắt tôm hùm thì phải có cái đồ cái gọi là cái gauge, cái mà để mình đo cái đầu của con lobster. Nếu mà nó không có đủ size thì mình không có được giữ, mình phải thả nó đi. Thì như con này thì nó không đủ size cho nên mình phải thả lại. Tôm hùm là một loại gọi là thú vật gọi là nocturnal, là nó chỉ ra buổi tối, cho nên thường mình có nhiều cơ hội là khi mình đi vào đêm. Nhưng mà khi mình đi vào đêm thì nó cũng rất là nguy hiểm, cho nên lúc nào cũng khuyến khích đi ít nhất là 2 người, và lúc nào mình cũng ráng bơi gần nhau, và cũng nên đi những cái chỗ nào mà mình hay quen thôi. Chứ đừng đi những cái chỗ mới. Thì nếu có cơ hội Khang sẽ làm thêm một vài cái episode để nói thêm về cách lặn, cách nào mà mình đi bắt tôm hùm cho nó gọi là an toàn. Vì này là đêm đầu tiên của mùa bắt tôm hùm rồng năm 2022-2023, cho nên quý khán giả để ý Khang thấy rất là nhiều tôm hùm. Mặc dù không phải con nào cũng lớn, nhưng mà tại vì nó chưa có biết sợ cho nên nó ra rất là nhiều. Nhưng mà tối đây Khang có bắt được con nào tôm hùm lớn chưa? Quý khán giả xin tiếp tục theo dõi con tôm hùm này. What, daddy? Oh, man. Good for the night. Một lần nữa nếu mà có cơ hội Khang sẽ làm thêm một vài cái video để cho quý khán giả xem cách nào mà bắt tôm hùm. Dĩ nhiên con tôm hùm này thì nó cân cũng gần 1 pound đó, cho nên nó là con tôm hùm mà rất là lớn. Trong cái mùa kỳ này Khang mới đi với Johnny. Thì nói chung hầu hết thì mình thấy nhiều chú tôm hùm nhỏ lắm. Nhưng mà cũng tập bắt nhưng mà mình cũng thả ra thôi. Tại vì mình theo luật là nó phải đúng cái size.